Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với video mới ngày hôm nay của mình. Hôm nay thì mình đang có mặt ở trên núi và ngày hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái vị thuốc của núi rừng. Trên tay mình đang cầm, đây là một cái cây tắc kè đá hay trong đông y gọi là cốt toái bổ các bạn ạ. Cái cây này thì trong đông y được sử dụng rất là rộng rãi trong những cái bài thuốc về xương khớp. Cái cây này thì hiện nay thì cũng trong khoa học hiện đại thì cũng đã có cái sự nghiên cứu ứng dụng cái cây này. Cái cây này thì trong khoa học hiện đại thì người ta nghiên cứu là nó có khả năng cung cấp canxi cho xương, giúp cho xương chắc khỏe. Đúng với cái tên trong đông y người ta gọi là cốt toái bổ. Cốt toái bổ đó chính là bổ gân cốt đấy các bạn. Bổ gân cốt, bổ xương ấy. Thì trong y học hiện đại người ta đã có sự nghiên cứu về cây này. Cây này thì được ứng dụng để sử dụng chế thuốc, cung cấp canxi cho xương, ngăn ngừa loãng xương. Chính là cái cây cốt toái bổ đang cầm trên tay mình. Hiện nay thì cái cây này ở trên thị trường ấy, mình thấy nhiều người ta đang bán để ngâm rượu ấy các bạn. Để ngâm rượu ấy, người ta gọi là cốt toái bổ tắc kè đá, nhưng mà thực tế lại không phải. Hôm nay mình ở trong rừng tiện là có đủ cả hai cái loại cây đấy. Một cây là chính xác là cây tắc kè đá ngay ở phía sau mình đây. Và một cây thì người ta hay đăng bán nhưng mà lại không phải, nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Ở đây thì cũng có luôn và mình sẽ lấy về để chia sẻ cho các bạn xem này. Trên tay mình đang có cái cây mà người ta hay đăng bán là cái cây tắc kè đá để ngâm rượu này các bạn này. Bây giờ đa số thì thương mại điện tử người ta quảng cáo những cái sản phẩm ở trên mạng rất là nhiều, và nhất là trên mạng xã hội Facebook. Thì thường là các bạn lên mọi người, kể cả người nhiều tuổi hay là còn trẻ tuổi, thì ai cũng có một cái tài khoản Facebook. Và mọi người lên trên đó thì cứ thấy những cái trang người ta được tài trợ, tức là trang người ta chạy quảng cáo, người ta quảng cáo rầm rộ rất là nhiều cái cây này, những cái đồ rừng ngâm rượu ấy. Cái nào người ta cũng bảo là tăng cường sinh lý, rồi là chữa đủ các thể loại chứng bệnh. Đấy, nói chung là những cái quảng cáo rất là không đúng thực tế, gọi là nhắm vào tâm lý của đa số là khách hàng. Thì cái cây này ở trên mạng mình thấy cái cây cốt toái bổ người ta quảng cáo bán là cái cây này các bạn này. Cái cây này thì mình tạm thời là không bàn về cái giá trị dược liệu của nó, tại vì không biết là nó có được sử dụng làm thuốc hay không, thì cái cây này mình cũng chưa biết. Nó cũng là cùng với cái họ cây tắc kè đá các bạn nhé. Nó cùng họ cây tắc kè đá, tuy nhiên là cái thân của nó xanh xanh như thế này này, lá nó như thế này này các bạn này. Nó rất là dễ làm. Cái cây này ấy, thì người ta để mà vệ sinh cái cây này và bán cho mọi người thì rất là dễ. Còn cái cây tắc kè đá thì lại rất khó làm các bạn ạ. Đấy, cái cây này người ta đang bán rất là nhiều, nhưng không phải gọi là tắc kè đá các bạn nhé. Nó vẫn là một cái loài dương xỉ cùng họ với cây tắc kè đá, nhưng mà người ta bán thì sai sự thật. Đấy, trên mạng Facebook mình thấy rất là nhiều trang người ta quảng cáo toàn bán cái cây này là tắc kè đá để ngâm rượu thôi, để nào là tăng cường sinh lý rồi là chữa xương khớp thôi. Đấy, ở đây nó có một đám ở bên cái vách đá này. Thì cái cây này thì mọi người lưu ý nhá, mọi người lên trên mạng Facebook rồi là nói chung là những cái chỗ mà người ta không có thương hiệu gì cả, người ta chỉ quảng cáo để bán hàng để kiếm tiền thôi. Thì cái này thì không phải tắc kè đá này, cái củ xanh xanh này không phải đâu các bạn nhá. Mình hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây tắc kè đá chính xác của nó như thế nào. Ở giữa video đây là cái cây tắc kè đá, một cái bụi, nguyên một cái bụi tắc kè đá nó bám ở trên đá như thế này này các bạn này. Cái này thì nó bám ở trên đá hoặc là bám ở trên thân cây, nhưng mà trên đá là chủ yếu thôi, trên thân cây thì ít. Đa số là nó mọc ở trên đá và có cả ở trên những ngọn đồi đất lẫn ngọn núi đá. Cái cây này thì là đúng là cây tắc kè đá chuẩn, được mô tả theo đông y và theo khoa học. Thì đây là cây tắc kè đá, nó có những cái thân và nó có vẩy như thế này. Cái thân thì nó bỏ sát vào đá và nó có những cái vẩy như này. Và bên trong những cái vẩy này thì nó là có rất là nhiều những cái lông lông này. Cái này thì thực tế nó là rễ của cái cây tắc kè đá các bạn nhé. Đấy, những cái lớp này, lớp mịn mịn này, thì thực tế nó là rễ của cây tắc kè đá này. Còn những cái vẩy này là những cái phần mà nó không phải là lá, mà nó bám để che cái củ của nó. Một cái hình thức tương tự như lá nhưng mà nó không phải là lá các bạn nhé. Còn cái lá của nó thì nó lên như thế này này. Đấy, lá của nó to hơn cái cây lúc nãy các bạn nhé. Cái cây này tại vì sao mà cây chuẩn người ta lại không bán các bạn? Tại vì là nó có cái lớp này cực kỳ là khó vệ sinh này các bạn này. Một cái cây tắc kè đá nó có những cái lông này nó chùm lên. Cái này non thì không nói, nếu mà để thu hoạch để dùng làm thuốc thì người ta sẽ dùng những cái phần củ mà nó già, những phần củ nó ở phía sau nó già,
ở bên dưới này cũng có một bụi rất là nhiều đây các bạn. Đấy, nếu mà để dùng làm thuốc thì những cái non kia thì sẽ không lấy, mà sẽ lấy cái phần già này này các bạn này. Cái phần già này mình sẽ lấy nó một củ lên cho các bạn xem này. Lấy củ càng già thì càng dễ mà giá trị nó lại càng cao. Đây các bạn, một cái củ tắc kè đá này, nó khó làm vệ sinh. Đấy, nó khó làm vệ sinh. Có lúc nào nó cũng có dạng dẹt nhé các bạn nhé, không tròn đâu nhá. Nó có dạng dẹt này, nó không tròn như cái củ dương xỉ ấy đâu. Mà nó có rất là nhiều những cái rễ của nó này. Cái rễ của nó này vệ sinh rất là mất thời gian luôn. Cái rễ với lại cái vẩy của nó. Trước mình cũng thỉnh thoảng cũng có những khách hàng người ta đặt về để lấy làm thuốc, rồi là lấy để làm bán đồ ngâm rượu. Ở dưới Hà Nội thỉnh thoảng cũng có một vài khách người ta lấy hàng của mình. Thì mình phải lên trên rừng và lấy làm sạch cho người ta như thế này này. Tức là cạo đi sạch tương đối đi. Càng củ càng già thì càng dễ làm. Mà củ non thì không làm được. Cho nên là sẽ phải chọn những cái chỗ nào củ già. Cái này củ nó không to đâu. Củ rất là già nhưng mà củ này thì không to. Có những củ thì nó sẽ to hơn nhiều. To bằng khoảng 3 ngón tay này cơ. Ở đây thì như nó không được không được tốt lắm. Cho nên nó không to. Đây, hồi nãy mình vừa mới làm sạch được mấy củ đây. Một cái củ mà làm sạch là nó sẽ như thế này này các bạn này. Nó rất là khó làm sạch cho nên người ta bán, người ta mới bán đi bán những cái hàng dởm, hàng không đúng thực tế. Thì nó chỉ cần chặt thì cho vào bao là mang về bán thôi. Còn cái này để mà bán được thì còn phải một cái quá trình làm lông, gọi là làm lông đi. Hơi bị mệt các bạn ạ. Đấy, cái cây này thì nó có những cái công dụng rất là tốt cho sức khỏe. Nó là một cái vị thuốc mà không có độc. Đấy, trong rất là nhiều những cái vị thuốc đông y thì có những cây nó vừa làm thuốc nhưng nó cũng có những cái thành phần độc tố, thì lưu ý là không phải ai cũng có thể sử dụng được đâu. Chỉ trong những trường hợp mắc bệnh rồi là có người lấy thuốc, người ta phải có chuyên môn thì mới biết được và sử dụng thôi, chứ không dùng bừa được. Còn cái cây này thì nó rất là lành tính. Cái cây này thì đúng ý, trong nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì lên trên mạng thì sẽ có những nguồn thông tin nó đầy đủ, nó nhiều lắm. Nó nhiều thông tin về cái cây này lắm. Nhưng mà cơ bản là sẽ được dùng vào trong cái bài thuốc là chữa đau nhức xương khớp. Đau nhức xương khớp là do thận hư này các bạn này. Do cái thận của mình nó kém rồi. Cái thận của mình nó kém thì hay bị đau lưng, đau một hai hôm nó lại khỏi, cái kiểu ấy. Đấy là người ta sẽ sử dụng cái cây này để làm thuốc mà phải kết hợp với một vài thứ nữa. Còn bình thường nếu mà muốn sử dụng ấy thì nó cũng vẫn là tốt cho sức khỏe thôi các bạn ạ. Nó cũng vẫn là tốt cho sức khỏe, có thể dùng sắc uống hoặc ngâm rượu, thì đây cũng là một cái cây thuốc rất là quý của núi rừng. Ở núi, ở trên núi, trên rừng thì cái cây nó phân bố ở rất là nhiều nơi. Có rất là nhiều luôn, chẳng qua nó chỉ khó cái công đoạn để làm sạch. Để làm được một cái củ mà bóng loáng như thế này thì mòn hết một lớp da tay các bạn ạ. Bình thường nó sẽ bám đầy những cái vẩy này các bạn ạ. Ở bên trong nó sẽ bám rất là nhiều những cái vẩy. Đấy, một cái củ nhấc ở trên đá lên nó như thế này này các bạn. Không thấy củ ở đâu luôn. Đấy, nó cuộn, cái phần lá nó cuộn hết rồi, rễ nó cuộn hết rồi. Phải làm sạch mất một cái công đoạn rất là mất thời gian. Nên nó mọc chồng lên nhau, nó mọc thành những cái cụm to như thế này. Đấy, các bạn này nhiều khi là ở trên mạng ấy, mọi người thấy thì cứ mua, cứ thấy vào thuốc, cứ chữa ngâm rượu, chữa yếu sinh lý thì mua về, nhưng mà mua phải mua đúng cái cây này các bạn nha. Mua đúng cái tắc kè đá có cái củ dẹt dẹt này. Còn cái khúc xanh lè như hồi nãy mình quay ấy là không phải hàng đâu. Mình thấy cứ lên trên mạng là thấy có quảng cáo, cho nên là nhìn thấy nó không đúng, cho nên mình cũng làm cái video để anh, nhất là anh chị em theo dõi ở trên kênh của mình thì mọi người tránh mua nhầm hàng, mua không đúng hàng. Đấy, nó như thế này mà các bạn, nó có hàng đống vẩy như thế này. Những cái công dụng của nó thì mọi người muốn tìm hiểu thì xem thêm ở trên mạng đi. Đấy, lá của nó như thế này này các bạn này. Ngâm rượu uống cũng tốt. Cây này thì ngâm rượu nhìn nó rất là hay, cho vào những cái bình rượu ngâm thì nó sẽ làm, cứ làm một bó vào bình đi là ngâm uống dần, nó tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Nó chả có ảnh hưởng, chả có cái độc tố gì đâu. Cái cây này thì rất là tốt, nó
vừa có cái tác dụng là cung cấp canxi cho xương, giúp xương chắc khỏe, mạnh bổ gân cốt, mà cũng vừa có tác dụng hoạt huyết an thần nữa các bạn. Nó sẽ đưa máu đến những cái khu vực bị tổn thương, chẳng hạn là những cái vùng tắc mạch máu chẳng hạn, những cái khối máu đông chẳng hạn, nó sẽ tăng cường cái khả năng là dẫn máu đến những cái khu vực là cơ thể bị tổn thương, đứt chân đứt tay này, gãy xương các thứ này, là dùng nó sẽ là rất là tốt, hồi phục nhanh này. Mà nó cũng là một cái vị thuốc có cái tác dụng là giúp an thần, dễ ngủ nữa. Một cái cây rất là phổ biến mà không phải ai cũng biết đâu. Ở trên núi rừng thì có rất là nhiều cây, mà đa số thì là những cây đó có giá trị, có khả năng để chữa được những cái bệnh nọ bệnh kia, nhưng mà mình không thể hiểu hết được các bạn ạ. Cái này phải học nhiều, mỗi ngày, mỗi chuyến đi rừng đều có những cái gặp gỡ, đều có những cái trải nghiệm, và mình phải không ngừng học hỏi thì mới có thể biết thêm được nhiều điều thú vị của thiên nhiên. Những cái bài thuốc đông y, những cái cây thuốc ngàn xưa các cụ đã dùng rồi. Từ cái thời Tây y chưa phát triển thì ngày xưa là toàn chữa bệnh bằng thuốc đông y thôi. Có những cái loại mà nó cực kỳ là hiệu quả luôn. Kể cả bây giờ thuốc Tây không chữa được, nhưng mà sử dụng thuốc đông y nó lại có hiệu quả rất là tốt đối với sức khỏe. Những giá trị là không thể đong đếm được, mà mỗi ngày mình mỗi phải học hỏi, phải tìm hiểu để biết thêm được nhiều thứ và chia sẻ đến các bạn trong những cái chuyến đi rừng của mình. Ngày hôm nay mình quay một cái video về cái cây cốt toái bổ để chia sẻ đến các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.